Phong Thủy Tam Nguyên và Đức Trung xin gửi lời chào đến tất cả các quý vị đang theo dõi video ngày hôm nay. Và trong thời gian vừa rồi thì Đức Trung vô tình có nhận lại được một số những cái câu hỏi của khán giả về một trong những cái trường hợp sát mà có lẽ ngày hôm nay Đức Trung cần phải chia sẻ ngay đến các quý vị và các bạn. Rất nhiều gia chủ có đặt câu hỏi là hiện tại tôi đang ở chung cư và chung cư của tôi mở cửa ra thì nhìn thấy cánh cửa của thang máy, thì không biết như vậy có ảnh hưởng gì không? Hay là hiện tại tôi đang ở nhà đất và đối diện với lại qua đoạn đường, qua cái lòng đường khoảng 3-4 mét thì phía bên nhà xóm lại có một cái gara ô tô, và thường ngày thì cái gara ô tô đó mở ra mở vào, thì hiện tại tôi đang đối diện với lại cái trường hợp như vậy thì có ảnh hưởng gì đến phong thủy hay không? Hay là hiện tại tôi đang nhà tôi đối diện với lại một chiếc cổng lớn của một cơ quan công quyền và hàng ngày có rất nhiều người ra vào và cánh cổng đó khép ra khép lại, thì không biết là đối với ngôi nhà tôi đối diện như vậy thì có bị ảnh hưởng gì đến phong thủy hay không? Thì ngày hôm nay thì trong cái video này Đức Trung sẽ cùng giải đáp đến các quý vị về câu hỏi như vậy trên. Đối với trong phong thủy thì nếu như trong trường hợp ngôi nhà của các quý vị phạm phải một số những trường hợp như vậy thì có lẽ là ngôi nhà chúng ta đã phạm phải một trong những hình thế sát quan trọng trong phong thủy mà chúng ta cần phải tránh. Nó được gọi là chu tước khai khẩu sát. Như chúng ta biết rằng là trong yếu tố bố cục phong thủy thì sẽ có là tiền chu tước hậu huyền vũ, đúng không ạ? Tả thanh long và hữu bạch hổ. Tức là phía trước ngôi nhà thì được gọi là chu tước, phía đằng sau gọi là huyền vũ, phía bên phải là bạch hổ và phía bên trái là thanh long, đúng không ạ? Như vậy rằng là nếu như phía đằng trước ngôi nhà, tức là hình thế phía loan đầu ngôi nhà chúng ta, tức là mở cửa ra mà chúng ta gặp phải đối diện những trường hợp trên, ví dụ mở cửa ra nhìn thấy cửa của thang máy, cánh cửa thang máy mở ra mở vào, hay mở ra lại nhìn thấy gara ô tô sập lên sập xuống, hay là nhìn thấy một cánh cổng lớn mà yếu tố đóng ra đóng vào như vậy, thì đó chính là hiện tượng sát gọi là chu tước khai khẩu sát. Chu tước là phía trước của ngôi nhà, khai khẩu, khẩu tức là cái miệng, khẩu tức là cái miệng, thì khai khẩu tức là mở cửa, tức là cái miệng nó được há ra, được mở ra, thì chu tước khai khẩu sát có nghĩa là cái yếu tố sát ở phía trước ngôi nhà chúng ta đối diện một chiếc cổng lớn và chiếc cổng đó có yếu tố mở ra đóng vào, thì cái yếu tố sát khí này nó giống như là một cái miệng quỷ. Chúng ta có thể thấy rằng là cái yếu tố mà cánh cửa phía đằng trước ngôi nhà chúng ta đối diện mà nó được đóng ra đóng vào như vậy thì đây nó giống như một chiếc miệng quỷ, nó có yếu tố thu hút đi những cái yếu tố về tài lộc trong ngôi nhà chúng ta, thì đây là một trong những yếu tố khí hình thế sát mà chúng ta cần phải tránh trong yếu tố phong thủy ngôi nhà. Thì dĩ nhiên mà nói thì thường là trong cái việc nếu chúng ta lựa chọn một ngôi nhà thì nếu gặp phải cái trường hợp sát trên thì chúng ta không ưu tiên chọn những ngôi nhà như vậy. Nhưng trong trường hợp nếu như ngôi nhà chúng ta đang ở mà trong quá trình mà sinh sống mà phía đối diện ngôi nhà chúng ta lại gặp phải những trường hợp sát như thế thì chúng ta không thể bỏ nhà mà bỏ đi được, thì chúng ta cần phải có phương án hóa giải. Thì đối với trường hợp mà chu tước khai khẩu sát, yếu tố sát mà phía đằng trước ngôi nhà chúng ta có một cánh cổng lớn hay có một cái cửa lớn mà nó cắn là cắn vào như vậy, nó giống một chiếc miệng quỷ, nó nuốt đến yếu tố về ngôi nhà chúng ta như thế, thì chúng ta cần phải hóa giải bằng cách một. Phương án thứ nhất đó là chúng ta hãy tạo một cái yếu tố về huyền quan. Chúng ta hãy tạo một không gian huyền quan ở trong cái phần khu vực cửa của chúng ta. Chúng ta biết rằng là huyền quan trong phong thủy rất quan trọng, đến với cái yếu tố đó là tạo ra một bước đệm khí ngăn giữa cái không khí, không gian, cái yếu tố về không gian động ở phía ngoài bước vào ngôi nhà chúng ta, đó là không gian tĩnh. Chúng ta thấy rằng là khi mà bước vào, chúng ta mở cửa và bước vào phía trong ngôi nhà chúng ta thì không gian trong nhà nó khác hoàn toàn với không gian bên ngoài rồi. Không gian bên ngoài là sự náo nhiệt, bụi bặm của cuộc sống hàng ngày, nhưng về ngôi nhà chúng ta là chúng ta cần có sự yên tĩnh. Nhưng trong các phương án thiết kế, đặc biệt đối với những đất nước mà có sự ứng dụng phong thủy cấp cao, ví dụ như đất nước Singapore hay là Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc, thì họ đều có phương án thiết kế ngôi nhà theo cách đó là họ tạo một yếu tố về huyền quan. Yếu tố huyền quan này tức là một bước đệm khí trước khi bước vào không gian của phòng khách, mà phòng khách chúng ta gọi là minh đường, thì họ tạo một ngay cái không gian huyền quan. Không gian huyền quan vừa giúp cho ngôi nhà thanh lọc khí tốt hơn và nó hóa giải những cái trường hợp sát khí mà ở phía trước ngôi nhà gặp phải, ví dụ như trường hợp chu tước khai khẩu sát trên. Thì trong cái trường hợp ví dụ như là đối với ngôi nhà chung cư, đối với nhà chung cư thì bước mặt ra khỏi cửa mà chúng ta lại nhìn thấy thang máy, thì lẽ ra nếu như ban đầu chúng ta lựa chọn căn hộ này thì các gia chủ chú ý là chúng ta không nên chọn cái căn hộ mà có hình thái sát như thế trên, mà chúng ta nên chọn căn hộ khác. Nhưng nếu vô tình mà không còn phương án nào khác mà chúng ta buộc lòng phải mua căn hộ này thì mới biết đến kiến thức này chẳng hạn, thì chúng ta cần hóa giải. Thứ nhất là tạo khung huyền quan. Thì hầu hết là các chung cư thì họ đều có yếu tố thiết kế về huyền quan, tức là một cái đoạn ngắn mà trước khi bước vào phòng khách thì chúng ta mở cửa ra thì có một cái đoạn ngắn bước vào như thế này, thì đây là cái đoạn ngắn mà chúng ta để mà làm tủ decor để chứa đồ, rồi là tủ giày chẳng hạn, thì dĩ nhiên cái khu huyền quan này chúng ta cần phải giữ một cách nó sạch sẽ,
tức là nó không được bừa bộn. Nếu mà là bừa bộn nữa thì không ăn thua rồi. Thì chúng ta cần phải giữ sạch sẽ trang, làm ánh sáng nó sáng lên bằng cách là khi chúng ta làm trần thạch cao thì chúng ta lắp thêm các cái đèn dọi để mà tạo cái khu vườn quan nó trở nên sáng rõ hơn, giữ sạch sẽ thơm tho và không để nhiều thứ bừa bộn, thì khu vườn quan nó tạo ra bước ngăn khí để mà hóa giải cái trường hợp là chu tước khai khẩu sát ở phía trước ngôi nhà chúng ta. Và đặc biệt khu vườn quan này thì các cô chú chị chú ý thêm là chúng ta sẽ sử dụng thêm 5 cái đồng hoa mai để chúng ta tiến hành hóa giải cái trường hợp sát này. 5 đồng hoa mai bằng cách là quý vị hãy dán lên trên khuôn cửa. Chúng ta cứ hình dung là khuôn cửa là tạo lên bởi các cái bức vách khuôn ốp và cửa, thì nó sẽ tạo ra bức vách, hai bức vách dọc và một cái tấm khuôn phía bên trên. Thì chúng ta sẽ sử dụng 5 cái đồng hoa mai, chúng ta sẽ dán tại cái khuôn cửa ngang ở phía trên theo thứ tự là 1, 2, 3, 4, 5. Và đồng hoa mai thì nó có mặt hình và mặt chữ, do vậy chúng ta hãy dán theo cái thứ tự đó là hình chữ hình, 3 đồng hình và 2 đồng chữ, thì nó sẽ mang yếu tố hóa giải cái sát khí do chu tước khai khẩu sát ảnh hưởng đến ngôi nhà chúng ta. Ngoài ra đối với các ngôi nhà mà mặt phố thì những ngôi nhà mà nhà ống thì nó dễ tạo huyền quan hơn, đối với nhà mà mặt tiền rộng thì nó khá khó. Đối với nhà ống thì chúng ta phải tạo huyền quan bằng cách là hãy ngăn một cái đoạn ngăn cỡ tầm khoảng là ít nhất là tầm khoảng 1,5 m đổ lên, để mà chúng ta sẽ tiến hành là ngăn cái khoảng khí vào ngay trực tiếp phòng khách chúng ta, thì lúc này không phải là vào khách nữa mà giật lại để một đoạn khoảng 1,5 m trở lên nó được thông thoáng, và sau đó thì mới đến cửa, thì sau đó mới bước vào phòng khách, thì tạo một bước đoạn ngăn khí đấy để mà tiến hành hóa giải cái yếu tố chu tước khai khẩu sát này. Và đặc biệt là chúng ta hãy sử dụng thêm cái yếu tố là chúng ta có thể sử dụng một số những cái món vật phẩm pháp khí phong thủy để hóa giải cái trường hợp sát là khí đoàn đầu này, thông qua đó là sử dụng một chiếc gương. Chúng ta có thể sử dụng gương bát quái gỗ đào cầu lồi, đó là một trong những cái chiếc gương mà nó có yếu tố hóa giải cái trường hợp sát khí, ngoại sát khí rất là hữu hiệu, bằng cách là có thiết kế hình của đồ hình âm dương bát quái của Tiên Hậu Thiên, và sau đó được khắc đồ hình cửu tinh lên trên đó với lại là hình một chiếc gương cầu lồi. Thì với cái hình thế gương cầu lồi, nó sẽ tiến hành hóa giải và nghịch lại những yếu tố về sát khí, ngoại sát khí đến với ngôi nhà chúng ta và hóa giải trường hợp tốt hơn, cũng mang cái công hiệu tịch tà hóa sát rất là tốt. Thì đó là cách mà chúng ta cần phải lưu tâm trong cái việc lựa chọn một nơi cư ngụ, kể cả nhà chung cư hay nhà thổ cư. Thì nếu như vô tình gặp phải cái trường hợp chu tước khai khẩu sát như vậy thì hãy cần phải chú ý đến cái trường hợp sát khí này và tránh cái việc đó là mua những ngôi nhà mà gặp phải những hình thế trên. Còn nếu như trong trường hợp chúng ta đang sinh sống rồi mà gặp phải những trường hợp như vậy thì cần phải có phương án hóa giải để mang lại cái sự bình yên và phong thủy tốt nhất cho ngôi nhà chúng ta. Và cần những sự tư vấn chuyên sâu hơn liên quan đến cái việc là nắm bắt cái hình thế ngôi nhà chúng ta như thế nào thì quý vị cũng có thể gọi điện đến số 1900292 hoặc là bình luận xuống dưới video này thông tin bao gồm họ tên, hướng nhà và số điện thoại để đội ngũ trợ lý kết nối tư vấn một cách chi tiết nhất. Hoặc nếu như quý vị nào mà đang có đội ngũ trợ lý trực tiếp tại Phong Thủy Thái Nguyên hỗ trợ rồi thì cũng có thể là quay lại những đoạn video ngắn hoặc là chụp lại cái quang cảnh phía trước ngôi nhà chúng ta để đội ngũ trợ lý sẽ tư vấn một cách kỹ càng hơn và hướng dẫn các quý vị những phương án để mà hóa giải xung sát hoặc là kích hoạt tài lộc để chúng ta có một năm 2020 canh tí hoặc một năm 2021 Tân Sửu mọi sự bình an và hành thông thuận lợi hơn. Hãy gửi gắm đến những câu hỏi tiếp theo đến Phong Thủy Thái Nguyên để Đức Trung cũng như là thầy Thái Nguyên hay đội ngũ trợ lý hướng dẫn và chia sẻ kiến thức để chúng ta cùng tường minh hơn đến câu chuyện ứng dụng phong thủy như thế này. Rất hy vọng sẽ gặp lại các quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.